Trước màn hình quý vị đang xem là một cái khu nhà trọ, cái khu căn hộ cho thuê này quý vị. Tổng diện tích là hơn 1.000 mét vuông, trong đây có hơn 900 mét vuông là thổ cư là thưa quý vị. Ở đây là mặt tiền đường nhựa quý vị. Ở đây mình đi ra tỉnh lộ 8 nó tầm cỡ 200 mét ha, trăm mấy 200 mét gì đó. Xung quanh đây là toàn tạp hóa nè, biệt thự nè quý vị. Đó, nhà vườn biệt thự nè. Ở đây tạp hóa nữa. Ở đây là đường thông luôn quý vị. Đây có vô đây có nó có nhiều nhánh tẻ trong các cái khu dân cư phía trong nữa quý vị ha. Đường này đi thẳng thông luôn. Tổng diện tích của cái khuôn viên khu nhà cho thuê này là 1.000 mét vuông thưa quý vị, nó hơn 1.000 mét vuông tí xíu mà, ngang 20 sâu 50. Bề ngang thì nó giáp bên căn nhà kia quý vị ha. Qua đụng bên đây. Khuôn viên thì có camera quan sát hết quý vị. Ở đây mình có 4 tầng với một sân thượng, ở trên là một cái sân thượng quý vị. Tổng khuôn viên này là 20 x 50. 1.000 mét vuông quý vị, 20 x 50 1.000 mét vuông, có 900 mấy thổ cư á. Diện tích sàn xây dựng nó tầm cỡ hơn 2.000 mét vuông thưa quý vị. Ở trong đây thì hiện tại đang có 60 phòng. À, mỗi phòng đang cho thuê 1 triệu 2 một tháng thưa quý vị. À, doanh thu nó tầm cỡ 72 triệu ha. Đây là khuôn viên phía trong quý vị. Ở phía trước thì còn một khoảng sân rất là rộng nè. Bên đây cũng còn khoảng sân đó quý vị ha. Ở đây có thể mình che lại làm một cái kiosk tạp hóa gì ở đây nữa. Phía bên kia cũng vậy quý vị. Phía bên kia mình cũng che lại làm một cái kiosk nữa ha. Cái phòng đây đang cho thuê kính rồi quý vị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 phòng. Chính giữa đây có cầu thang đi lên rất là rộng, có hệ thống phòng cháy cháy đầy đủ. Chính giữa đây là cái khoảng thông tầng, bên kia một cái cầu thang bộ, bên đây một cái cầu thang bộ. Thì thẳng ra phía sau đây là cái nhà để xe quý vị. Khu viên nhà để xe rất là rộng. Ở chính giữa thì không làm mái che để phơi đồ, còn bên kia là nhà để xe luôn. Cửa vô bên kia, cửa vô bên này, hai bên đều có cầu thang hết thôi quý vị. Bên đó còn có đường đi vô, có cầu thang đi lên. 4 tầng. Nhà để xe này để thoải mái quý vị. Còn khoảng cỡ 500 mét vuông. Khoảng 400 mét vuông, trong đây nó phía nhà để xe này nó tầm khoảng 400 mét vuông quý vị. Rất là rộng ha. Gần 400 mét vuông. Để xe tha hồ thoải mái luôn quý vị. Hành lang trong đó cũng rất là rộng nè. Tổng khuôn viên khu này là 20 x 50 nha quý vị. Trong đây có 925 mét vuông thổ cư. Xây dựng 4 tầng, có 60 phòng thưa quý vị, mỗi phòng đang cho thuê 1 triệu 2, doanh thu nó tầm cỡ 72 triệu một tháng. Ở đây doanh thu nó hơn 800 triệu một năm quý vị ha. Với giá bán chủ họ đang kêu là 14 tỷ rưỡi nha quý vị. Đây có hệ thống phòng cháy cháy. Ở đây nó không có phòng cháy chữa cháy tự động chứ quý vị. Có bình chữa cháy là thôi. Đây là lên một cái tầng. Cầu thang rất là rộng, trần rất là cao quý vị. Đây. Đây trước nó có 1 2 3 4 5 phòng. Trước 5 phòng, phía sau 3 phòng cho một dãy. Đó, cái khoảng rất là nhiều khoảng sinh hoạt chung nữa quý vị, cái khoảng chung này còn rất là nhiều. Đó, cái hành lang cũng rộng quý vị.
giá 14 tỷ rưỡi, doanh thu mỗi năm là hơn 800 triệu nha quý vị. Mỗi năm mình dịch thu nhập mỗi năm hơn 800, giá bán là 14 tỷ rưỡi. Là đất đi lên xuống đó. Gạch lót nền nó đẹp quá vậy ha. Đây cầu thang đi lên tầng tiếp. Đây là lót gạch hết quý vị, nó gạch chứ không phải xi măng nha. Nó từ hai bên là ốp gạch này. Không, không cần leo lên đâu. Xin nhắc lại với quý vị trên kênh mình là tổng diện tích của khu nhà cho thuê này là 1.000 m², ngang 20 sâu 50, có 925 m² là thổ cư. Diện tích sàn xây dựng nó tầm cỡ hơn 2.000 m² nha các bạn. Với giá bán chủ họ đang kêu là 14 tỷ rưỡi. Doanh thu mỗi năm nó khoảng hơn 800 triệu nha các bạn. Ở trong phòng có gác hết luôn. Mỗi phòng này có cái gác hết. Phòng trong phòng có gác, có nhà vệ sinh trong hết luôn. Ở đây cho thuê rất là rẻ, 1.2 triệu tháng. Ở đây gần mấy khu công nghiệp nên nó lúc nào cũng full phòng quý vị. Nó gần ngã tư Tân Quy, ngay trung tâm của Củ Chi quý vị ha. Nên lúc nào cũng full phòng hết. Phía trước này khu dân cư rất là đẹp ha. Mình đi ra đó là 200m là tỉnh lộ 8, rẽ trái là về ngã tư Tân Quy. Ở đây nó cách ngã tư Tân Quy tầm cỡ hơn 1 cây số quý vị. Hơn 1 km. Xung quanh thì rất là nhiều nhà máy sản xuất rồi khu công nghiệp quý vị. Nên phòng ở đây lúc nào cũng đông, lúc nào cũng full. Giá cho thuê cũng rẻ quý vị. Rồi, video tới đây xin kết thúc. Một lần nữa xin kính chúc quý vị trên kênh mình thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.